chào mừng các bạn đến với chuyên mục phê phim hóa à không nay là way to wear anime hóa nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo hãy comment ở phía bên dưới nhìn vào tên phim thì chắc các bạn sẽ nghĩ đéo ai lại đi phân tích cái phim này cái gì đúng vậy đéo ai lại đi phân tích cái phim này cơ chứ nhưng mà chúng ta là way to wear mà cái gì chúng ta chả làm content được nào Bắt đầu thôi, giới thiệu sơ qua một chút thì Gintama gốc là một bộ manga của Hideaki Sorachi hay còn có một tên gọi thân thương hơn là Lão Khỉ. Sau này manga được Sunrise chuyển thể thành anime. Với những ai chưa biết thì đây chính là studio đã từng làm ra Inuyasha, Code Geass, Movie Colorful, ba thằng nam sinh trung học này, bộ phim về idol khiến mấy thằng Weibo rách đề lulu này và rất nhiều bộ phim khác nữa. Nói chung thì đây là một studio lâu đời và hầu hết các anime của họ đều ở mức ổn. Gintama cũng như vậy, trừ movie cuối. Quay trở lại vấn đề chính, câu chuyện trong Gintama không kể về một Batman 12 tuổi muốn làm Hokage hay một thằng não cao su 16 tuổi muốn làm vua hải tặc mà là về một ông chú 27 tuổi tiểu đường cờ bạc có tiền sử chống phá nhà nước quỷt lương nhân viên bạo hành phụ nữ người già và trẻ nhỏ xong còn đi ỉa tắc cống nữa sakata gintoki đúng vậy anh ta chính là nhân vật chính của gintama sakata gintoki là một ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tên là yorozuya Ginchan. thế thì anh ta kinh doanh cái gì ở đây đó là sức lao động yorozuya dịch ra có nghĩa là vạn sự ấp hoặc là tiệm vạn năng hay là dân làm đủ nghề cái gì cũng được nói chung thì ở đây nhận làm mọi việc từ bắt mèo hoang cho đến giải cứu trái đất trung bình freelancer ngoại trừ những lúc bận ra thì lúc nào cũng rảnh đồng hành cùng Gintoki còn có Shimura Shinpachi aka giá để kinh nhân vật phản ứng lại tất cả những trò đùa trong phim và Kagura nữ chính nhưng đã làm đám cưới với tảo bẹn combo thay vì nam chính về cơ bản thì cả ba nhân vật này đều là nhân vật chính cùng chiến đấu và sát cánh bên nhau suốt 400 tập phim cộng với ba cái movie nữa bạn hỏi tôi phim chỉ có thế thôi á Đúng vậy, chỉ có thế thôi Đa số, nhấn mạnh là đa số anime, manga khác với điện ảnh ở chỗ là Câu chuyện của nó sẽ được kể theo kiểu character driven Tức là lấy nhân vật làm trung tâm, tập trung xây dựng nhân vật rồi từ đó khai thác để ra cốt truyện Chỉ cần tạo ra được nhân vật thú vị thì cốt truyện cũng auto thú vị Khác với cách kể chuyện dùng nhân vật làm công cụ để khai thác câu chuyện Như là đa số phim điện ảnh Câu chuyện của Gintama là câu chuyện được kể dựa theo các nhân vật chính Thế nên các nhân vật trong Gintama đều phải được xây dựng thật thú vị Vậy thú vị như thế nào? Hãy cùng tôi phân tích nó Đầu tiên, phải kể đến nhân vật chính, nhân vật trung tâm, người làm ra cốt chuyện của Gintama, Sakata Gintoki. Ông anh này trước khi trở thành dân làm đủ nghề Gintan thì trong quá khứ từng là một nhương di trí sĩ có tiếng. Để giải thích nhương di trí sĩ là gì thì cần phải nhìn vào bối cảnh của phim. Đất nước của samurai đã có thời người ta gọi đất nước của chúng tôi như vậy nhưng 20 năm về trước, sự xuất hiện của bọn người ngoài hành tinh tự xưng là Amanto và sắc lệnh phong kiếm đã khiến tầng lớp samurai suy tàn. Nhưng ở thời kỳ khó khăn đó vẫn có những người mang trong mình linh hồn của một samurai chân chính, đó chính là Sakata Gintoki. Đây là lời giới thiệu về bối cảnh của anime đầu mỗi tập phim. Chỉ cần nghe qua thôi thì cũng đã thấy Gintama được lấy cảm hứng từ thời Edo, thời đại mà samurai vẫn còn tồn tại và phát triển. Tuy nhiên vào khoảng thế kỷ 19, khi người Mỹ đã tới Nhật Bản để thiết lập quan hệ ngoại giao và giao thương buôn bán bằng bảy con chiến hạm và mấy trăm khẩu pháo. Sau vụ này thì Edo đã chia ra làm hai phe, phe mạc phủ thấy ok với việc phải ngoại giao với Mỹ và muốn chấm dứt thời kỳ bế quan tỏa cảng kéo dài hơn hai thập kỷ. Trong khi đó thì Nhật Hoàng và một bộ phận các samurai thì không thích như vậy. Họ muốn duy trì tình trạng hiện tại của đất nước và cuối cùng mạc phủ vẫn quyết định mở cửa Nhật Bản. Nhật Hoàng và các samurai thấy thế cũng quyết định nổi loạn mở ra một cuộc nội chiến những samurai như vậy thì sẽ được gọi là nhương di trí sĩ tức là những trí sĩ mà theo phong trào nhương di nhương di trí sĩ trong gintama cũng có nghĩa tương tự nhưng bối cảnh lại có thay đổi đôi chút so với ngoài đời như là những kẻ xâm chiếm edo ở đây không phải mỹ mà là amanto người ngoài hành tinh và trên thực tế lịch sử phe nhương di đã giành chiến thắng chế độ mạc phủ bị chấm dứt quyền lực được trở lại với nhật hoàng nhưng mà như vậy thì cũng đồng nghĩa là các samurai cũng mất hết địa vị vì mạc phủ vốn là chính quyền của tầng lớp samurai hao tu tự chơi khăm chính mình còn trong gintama thì các chí sĩ đã để thua trước quân triều đình cho dù có là thiên tài kiếm thuật thì đứng trước họng súng chống sinh mình đã mà đã chống chính quyền rồi lại còn để thua thì địa vị xã hội cũng chỉ ngang fan mu mà thôi gintoki đã từng là một trong bốn anh hùng của trận chiến nhương di được mệnh danh là bạch dạ xoa ngầu ngầu các thứ nhưng sau khi thua cuộc thì đến cái kiếm gỗ cũng phải lên shopee để săn sale nghe giống quá khứ của kẻ phản diện phết nhưng gintoki là nhân vật chính trong một bộ anime dành cho lứa tuổi thiếu niên nên anh ta không hắc hóa ngay từ đầu thì gintoki đã khác với những người đồng đội của mình anh ta tham gia vào trận chiến nhương di không phải vì lý do có lý tưởng cao đẹp như kiểu là tình yêu tổ quốc hay là đem lại ánh sáng cho dân tộc mà là vì người thầy của Gintoki, Yoshida Shoyo, người đã bị bọn Amanto bắt làm con tin. Nói chung là bố này tham gia chiến tranh để cứu thầy, nhưng mà sau đó thì vì thua cuộc nên phải tự tay chặt đầu thầy mình để cứu bạn. Giờ nó còn giống quá khứ của cải phản diện hơn đây này. Nhưng mà Gintoki vẫn không hắc hóa, kết thúc trận chiến, anh ta và những người đồng đội cũng rẽ hướng, mỗi người một nơi. Người chọn làm doanh nhân lên vũ trụ kiếm bội tiền, người chọn làm SG boy tiếp tục chống phá nhà nước, người chọn tấu hài và đi đấu tranh chính trị ôn hòa, còn riêng Gintoki thì vẫn sống vất vưởng nay đây mai đó cho đến khi gặp được bà Otose cũng là chủ trọ hiện tại của anh ta phải nói là Gintoki là một người rất mạnh mẽ vì anh ta đã tự chữa lành vết thương chiến tranh bằng tình cảm giữa người với người bản thân Gintoki lúc đấy cũng nhận ra rằng là chiến tranh là vô nghĩa dù thắng hay thua thì chính bản thân mình vẫn là người mất nhiều nhất nhưng mà nói như vậy không có nghĩa Gintoki đã từ bỏ thân phận samurai của mình anh ta của hiện tại vẫn chiến đấu nhưng đấy là nếu có thằng động đến mình và bản thân Gintoki luôn cố gắng tránh xung đột chắc chắn không phải vì hèn nhưng cây đã muốn lặng mà gió thì cứ hãm lở là thế nào thế thì cũng chẳng ăn bố con thằng nào và anh ta gọi đấy là võ sĩ đạo của riêng mình. Lạm bàn một chút về võ sĩ đạo, thì đây là những quy tắc đạo đức mà samurai ở Nhật Bản thời Trung cổ phải tuân theo. Trong tiếng Nhật, chữ thị được đọc là samurai. Chữ thị là chữ được ghép bởi chữ nhân đứng trước chữ tự. Nhân có nghĩa là người, tự có nghĩa là đền hoặc nơi mà quan lại ở. Vì chữ nhân đứng trước nên có thể coi nó đang ám chỉ đến người bảo vệ. Nói chung thì các samurai là những vệ sĩ có nghĩa vụ bảo vệ chủ nhân của mình. Ở đây ám chỉ đến shogun và các vị lãnh chúa. Một samurai thì phải trung thành, can đảm và danh dự. Trong đó thì trung thành với chủ nhân là quan trọng nhất. Nhất. Nếu phạm vào một trong những điều trên thì sẽ phải mổ bụng tự sát, là mổ bụng tự sát theo nghĩa đen luôn đấy. Đấy là võ sĩ đạo trong thực tế. Thế còn võ sĩ đạo trong Gintama thì ra sao? Nếu điều quan trọng nhất của một samurai là trung thành với chủ nhân thì Gintoki cũng vậy. Anh ta cũng trung thành với chủ nhân của mình, nhưng khác cái là chủ nhân của Gintoki chính là bản thân anh ta. Nên Gintoki hoàn toàn sống theo ý muốn của mình mà không quan tâm tới bà hàng xóm, kể cả nó có là những việc như là quịt lương nhân viên vì chơi pachinko hết tiền hay là chơi BDSM để xả stress. Gintoki hoàn toàn sống cho bản thân mình, nhưng đó không phải là chủ nghĩa cá nhân hay ích kỷ vì anh ta vẫn chiến đấu hết mình cho những người quan trọng những người đã làm nên gintoki của ngày hôm nay so với hàng hà xa số mên chính anime nói chung và Shounen jump nói riêng thì gintoki vẫn là một nhân vật chính độc đáo thú vị và có sức hút khác lạ bằng chứng là dù anh ta có siêu nhiều tật xấu nhưng mà lúc nào cũng nằm trong top các bảng xếp hạng nhân vật anime bạn muốn cưới làm chồng nhất chắc đấy mới là gu của các chị em sau gintoki nhân vật tiếp theo cũng là một nhân tố không thể thiếu trong bất cứ bộ anime có gắn tác Shounen nào gái nhưng chưa đủ tuổi kagura là nữ chính của gintama và là nhân vật có tầm quan trọng thứ hai sau Gintoki. Cô bé này quan trọng không phải vì nó là nữ chính, mà là vì nó là nữ chính nên là mới quan trọng. Kagura là một Yato. Trong Gintama thì Yato là tộc người ngoài hành tinh, sống phiêu bạt trong vũ trụ ở bất cứ đâu cũng có dấu chân của họ. Vì quê hương thực sự của người Yato đã bị phá hủy. Đặc điểm chung của người Yato là mạnh, rất mạnh, sức khỏe hơn người nhưng lại ghét ánh nắng nên lúc nào cũng phải cầm theo một cái ô. Kagura tới trái đất là vì đây là nơi mà gia đình cô muốn đến trước khi nó đổ vỡ và cũng là kiềm chế bản năng giết chóc của tộc Yato. Theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng tất cả những gì mà mà Kagura học được sau khi đến trái đất là một đống tính xấu của Gintoki như là ăn nói láo toét này, ở dơ Nếu bạn là một wibu rách và chỉ quen với kiểu nữ chính dịu dàng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì men ở trong mấy cái bộ harem với cả isekai thì Kagura sẽ mở ra một chân trời mới. Lần đầu tiên có một nữ chính ngoáy mũi ngay trên sóng truyền hình, lần đầu tiên có một nữ chính nôn mửa. Kagura có quá nhiều cái lần đầu tiên của một nữ chính nhưng cũng vì vậy mà nhân vật này trở nên thú vị hơn nhiều. Và đằng sau cái hình dáng nhỏ bé của mình thì Kagura có một gia đình con ông cháu cha, không thua kém thằng chính sau lần nào. Bên cạnh đó thì còn có Shinpachi để tạo nên một bộ ba thường thấy trong anime. Trung bình ba đứa chơi với nhau thì sẽ có một đứa bình thường để kìm hãm hai đứa điên lại. Và Shinpachi là kiểu nhân vật như vậy, nhân vật bình thường duy nhất trong phim. Nhưng vì phim toàn người không bình thường nên thành ra Shinpachi mới là người bất thường. Shinpachi cũng khác với Kagura và Gintoki, không có quá khứ đả bủ lờ mao. cũng không có gia đình toàn COCC. Shinpachi là một nhân vật rất là bình thường. Bố là chủ của một võ đường, nhưng vì lệnh phong kiếm nên võ đường không thể phát triển được. Vì có được dùng kiếm quá đâu. đi học làm gì? Sau khi bố mất thì Shinpachi cùng với chị gái của mình là Otae cố gắng giữ lấy võ đường để hoàn thành di trúc của bố. Nhưng mà tiền thì không có, võ đường thì cũng chả có ai, muốn giữ cũng khó. Thế nên Shinpachi mới phải đi làm thêm ở bên ngoài và gặp được Gintoki, cảm thấy ấn tượng vì anh ta đánh người rồi đổ lỗi cho mình, nên Shinpachi đã quyết định đi theo Gintoki. Ngoài ba nhân vật chính kể trên ra thì Gintama còn rất nhiều nhân vật nữa, tính ra cũng ngang ngửa với số lượng nhân vật của một màu. Nhưng mà mỗi nhân vật đều có những đặc sắc riêng và vì nó là anime manga nên tác giả hoàn toàn có thể kéo dài câu chuyện ra để tạo thêm đất diễn cho nhân vật chứ với một bộ phim điện ảnh dài 2 tiếng mà nhét từng này nhân vật vào thì nó là phim chấn thành gintama thu hút độc giả và người xem qua những nhân vật thú vị nhưng như thế cũng không có nghĩa là ta không rút ra được bài học gì từ gintama mặc dù nhìn bên ngoài thì là một bộ phim hài nhả thích sách dốc và parody nhưng thật ra gintama cũng truyền tải những ý nghĩa rất nhân văn không phải tự dưng mà số lượng người chết trong một bộ phim hài lại ngang với cô hồn thủ đô thế này đâu. cuối cùng khi nhắc đến gintama thì không thể bỏ qua người đã tạo ra nó hideaki sorachi lão khỉ đã thực sự tâm huyết với đứa con tinh thần của mình khi mà những bộ truyện lớn như naruto hay Bleach bị FN, Gintama cũng không hề ngoại lệ, nhưng vì muốn cho đứa con tinh thần của mình một cái kết toàn vẹn nhất nên lão khỉ đã liên tục đổi nhà xuất bản và sau đó là tự bỏ tiền túi ra để phát hành chuyện. Nhờ vậy mà Gintama đã có được một cái kết trọn vẹn như hiện tại. Nếu như bạn hỏi tôi Gintama có hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Vì ngoài câu chuyện và nhân vật thì Gintama còn mang lại một không khí của một bộ truyện gắn liền với tuổi thơ và nó cũng hay thật đi. Tóm lại là hãy xem Gintama. Và tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.